Đây hai cha đây. Trang Cường. Cái đôi họ mà càng đánh nhanh thì mình càng kiềm lại thì họ chế lên là bắn được. Chứ mày đu theo cái nhịp đó làm sao mày bánh. Thấy chưa? Ghi cho anh Cang với Cường nhá. Rồi, biết rồi. Đây là một lèo 3C. Thế sao cái bắt bò lại bò vậy? Hả? Rồi. Lại đua nữa rồi. Nó chịu nó bắt được cầu. Không, nó chạy bắt được. Lưới đâu quả lưới. Ra người chạy không được nhưng mà đập to. Bộ trợ nhau được. Máu ghê rồi đấy. Mấy ơi.
Hãy subscribe.